chưa? Tôi nhận được thư của chương trình là cho nên tôi đã gấp rút và chuẩn bị một cái danh sách để các quán cà phê để có thể đưa anh Khoa đi ngày hôm nay. Cái quán cà phê vô cùng độc và lạ đó chính là Toilet Kingdom. Toilet ra. Biết rồi, em biết em đã từng thấy quán cà phê này rồi. Chào mấy em, cho anh hỏi chút xíu ha. Tụi em có hay thường xuyên tới quán cà phê này không? Dạ không. Đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên luôn. Bởi vì điều gì mà em cảm thấy tụi em muốn vào đây? Dạ con nhỏ này nó rủ. Con nhỏ này rủ. Nhỏ này rủ là lý do con nhỏ này lại muốn rủ vào đây. Em xem nó như là một cái ly bình thường thôi đúng không? Không có một cái gì cảm giác là ghê sợ khi mà uống trong đó đúng không? Em đừng có kêu con vô toilet thì uống được. Ngoài ra thì em cảm thấy là thức uống ở đây có ngon không? Dạ ngon nhưng mà nó sướng bật lên mình ghê. Bản thân bạn có thấy là cái nơi mình làm có cái điều gì thú vị không? Dạ có. Thú vị chỗ nào? Khác biệt ở cái ly. Tức là vì ở đây có những cái vật dụng bài trí nó rất là độc đáo và thú vị, cho nên bạn cảm thấy nơi đây cũng là một cái không gian mà để mình cảm thấy là thú hơn đúng không? Ở đây chúng ta có thể thấy ngay dưới bàn của chúng ta đó là một cái bồn bê nhoa là để tắm, nhưng mà bạn ấy thay đổi hoàn toàn, bạn ấy dùng để nuôi cá để ta được vừa uống cà phê vừa có thể nuôi cá. Đó là cũng là một ý tưởng độc đáo đúng không? Đúng. Anh có thấy đây là cái điều sẽ lượm nhặt về cho cái quán cà phê tương lai của mình? Nói chung là mình đã đi tìm hiểu thì mình coi cái nào bồn cầu có mở nắp lên được không? Rồi có mở nắp lên là được. Tiếp thu được. Thì thực ra mà nói, Bác Thu nghĩ về cái decor cũng như là về cái đối tượng khách hàng mà chủ quán nhắm tới á, có thể nói là lứa tuổi teen, họ thích những cái gì độc và lạ. Thôi thì bây giờ vậy, Bác Thu sẽ dắt anh Khoa đi tới một cái điểm quán cà phê này vô cùng độc đáo, vô cùng kỳ lạ.